Xin chào cả nhà đã đến với kênh YouTube của Hương. Bữa nay Hương sẽ dẫn cả nhà đi vườn nữa. Bữa nay chào cả nhà các anh. Ê, chào cả nhà nhé. Nay đi mình đi dắt ốc. Đi vườn luôn. Đây. Qua cây cầu gòn. Qua cây cầu gòn làm sao Hương qua đây? Ôi. Không được, em đi không được anh ơi. Bà đặt cái lú đây nữa hả? Đặt đơn giản hả? Rồi. Bắt đầu dắt hả? Đâu? Cận cảnh hả? Ăn nổi đó. Mấy bài bài tinh tợi anh này. Chắc cướp Hương đi về nước ngoài luôn. Kéo kệ nó vừa đi. Đó còn trên đó vừa đang con bự chảng luôn. Bắt đắng hả? Cảnh quê yên bình. Rồi mình hái mẹ nấm rau luôn anh. Chị hái mớ cái trời đi. Quá trời cái con. Cái lóc hả? Nó mọc hả? Sao lấy em hái cái trời. Ngon quá. Rau xanh, rau tự nhiên. Ốc bùi chảng hả? Thật thiệt, đắng chúa luôn. Mấy ngang nha. Giờ ảnh gặp cây bùn ốc ngon quá à. Mà già mà. Như là đúng là cặp này. Để đâu đây, hòm lấy đâu. Một cây quá trời luôn. Đâu nè. Đi cứ hay chứ. Tập chạm chán luôn á. Chó bên kia nè. Nó bự. Ốc quê quắn là bằng con chân trái á. Ôi vừa cái này hả? Trái dừa này vừa khô hay gì ta? Chụp phép. Cầm luôn. Cầm đầu đi. Cầm đầu luôn. Ôi vừa khô ngon luôn nè. Bỏ vỏ luôn, bỏ vỏ thùng luôn. Cái gì nào luôn. Màu hả?
qua nhà thì nó bị ngược ánh sáng. Này nước đầy hay sao? Mới mưa bão xong. Sáng nay nắng nắng. Sáng nay nắng nắng thì quay cho cả nhà coi nè. Nè. Đó nè anh. Nè hai con phải không? Ừ. Chịm hay gì? Đúng rồi. Đúng rồi ha. Ừ. Đó, 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 đó. Mua mộ luôn. Để con ngồi lên ông hát cái cây cái câu gì. Nên hát câu đó anh. Không nhớ. Cái mộ chưa chín. Gì đó. Mù là mù ăn mấy. Mày ăn chưa chứ tao ăn rồi. Cái gì mù. Ồ quá trời, hình như đây 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 đây, bên đây con nữa. Đó đó đó, nghe cái kia. Đúng rồi, đây xịt 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 xịt. Dạ. Đây nè. Dạ. Ừ đó đúng rồi. À. Ừ, chán luôn. Ồ đây giờ cái nè. Sướng. Đó luôn. Ồ, khúc lát. Khúc lát kìa, khúc lát không à, ngon quá trời luôn. Khúc lát. Đó đi, hồi lắm. Đây này kiếm đồ ăn ngon là này. Ai có cây chuối nó đang chuẩn bị trổ hoài. Chú Sim. Đông mướt luôn. Quá trời một đám ngay đây luôn. Nhắc ngang vậy nè, mốt nó sẽ nhảy ra con nữa, ra đọt nữa cho mình hái tiếp. Mũi cắn quá. Đợt nào đợt nấy nó mập u u giống cơ hương luôn. Đó kìa. Trời trời này ăn cho nó mát. Ngủ cho nó ngon. Đó quá trời. Sót đọt mặt quá. Đây cả nhà. Đó, một cần câu dính một con cá lóc này. Này của mình ta. Chúng ta cắm. Không. Đó. Đây nè. Có anh hai cắm. Cầu về mà mình đi qua cầu không được cả nhà ơi. Đi trên sông thì đi được. Thành công.
về thôi. Con đường đi thấy ấn chưa? Đường quê quanh co, xanh ngát, kéo nhanh tàu mo. Đây là cái cây chùm gột. Cái chùm gột mà mình hái mà làm mất á. Đây nè, ồ, có trái nó bự kìa. Ồ, đất ơi. Trái mùa nghịch phận quá trời bự luôn anh ơi. Dạ. Quá trời bự luôn à. Đây, ra đây. Cây quay này của mình hết pin nè. Mình sạc về mình đổ cây khác nè. Nãy đi dọc đường về mình có hái mấy trái khế nè. Mình đặt khế. Còn cái túi hụt dịch này nè. Hụt dịch này là của nhà dưới má mình á, đẻ. Mình xin nhiều túi. Con này rau của mình nè. Để trời với lại một ngót. Để làm cơm, nấu canh ăn. Còn đây trái mướp này nè, mình sẽ nấu canh rau tập tàng ha. Cái trời mướp ngót. Trứng. Còn ốc thì ngâm nước đó. Em ơi, hoặc ngày mốt cho nó sạch rồi mới ăn. Giờ mình sẽ gọt mướp nha. Gọt mướp với lạc rau. Cái bào nãy lục quá. Giờ nãy có đi chợ vô Long mua mấy con dao bào đó. Dao bào này trị giá có 5.000 à, mà xài rất là lâu rồi. Giờ nó muốn lục rồi. Mình đổ anh xã mình chị nó có đi chợ mình mua. Cái trời mình thấy hồi nãy canh chung lương cho nó thơm. Rất là thơm. Nhìn ngót. Có cái đọc cũng lòng luôn, hái luôn. Lạc đang chừa mấy cái phần già lại. Anh đang làm gì anh? Đang chà mấy con ốc cho sạch nè, sạch rong nè. Chà mình mới ngâm ha, cho nó sạch sẽ. Sạch sẽ rong mình ngâm cho nó hơi sạch. Ốc này ốc lát. Quá trời bự luôn. Ốc lát không à, không có buồn. Vậy hả? Ừ. Sao anh biết được nó là con ốc lát? Nè ốc lát rồi, cái đây ốc lát cái mày nữa nè. Cái đít nó không có nhọn nè, đít bạn. Bù cái đít nhọn nè. Chứ bù nó không có sọc như vậy. Không có sọc. Ốc lát nó có sọc. Nè, con này có sọc. Ừ. Đẹp đẹp. Ừ, đẹp. Chị Tử làm gì con? Tử à? Tử ơi! Bây giờ cây! Ờ, trời, thằng ngơ tôi đã. Đây, bây giờ cơm canh mình xong rồi nè. Canh tập tàng với thịt bằm. Rất là hấp dẫn luôn. Ở bên đây là thịt, giá đang thiều thịt về. Lấy ra ăn cơm. Mời cả nhà cùng ăn cơm với Hương nha.